Liên quan đến việc hai nhóm thanh niên cầm mã tấu chém nhau trước quán bar MTM trên đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, chiều qua Công an thành phố Biên Hòa đã triệu tập 5 đối tượng lên làm việc, thu giữ 4 mã tấu, dao tự chế. Công an thành phố Biên Hòa xác định nhóm đối tượng tham gia vụ việc trên khoảng 80 người, đi trên 40 xe máy. Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trước đó, như đã thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày tại khu vực trước quán bar MTM, hai nhóm thanh niên với hàng chục đối tượng cầm mã tấu chém nhau tới tấp, gây mất an ninh trật tự và khiến nhiều người dân bất an.